Toyota Vios quốc dân của các sếp đây. Xe này thì được trang bị là bi projector rồi, nhưng mà nguyên bản sử dụng bóng halogen, và cái bóng halogen này dùng càng dùng thì đi nó càng tối, bởi vì cái lốp này thì càng dùng cái lốp nó càng mờ, đi càng tối rất là khó chịu. Đấy. Anh em nào chạy xe Vios thì biết rồi đó, anh em mà chạy đi đi đường coi như là chạy cao tốc hoặc là đi đường dài ấy, đèn nó tối đi rất là khó chịu. Thì cái giải pháp hay nhất là anh em nâng cấp lên một đôi bi LED như này. Đây là X-Line đôi V20 bảng LED. Thì lắp đặt xong như zin nhá. Lắp đặt xong như zin luôn. Bi là kích thước là bi 3.0. Đấy. Cái này mai kia anh em thích về zin cũng được luôn. Đây là anh sao cốt, cốt với công suất là 60W, pha là 70W. Phê lên pha này có hỗ trợ tâm vàng, hỗ trợ cho anh em đi trời mưa nhẹ, sương mù nhẹ rất là ok. Một đôi bi hiện tại như này đang có cái chi phí chưa tới 7 củ khoai đâu. Anh em đã lắp đặt xong một bộ bi LED như này rồi. Và thời gian thi công thì nó chỉ dao động khoảng tầm 2 tiếng ở bên mình đã làm xong một chiếc xe Vios rồi nhé. Đó.